Dạ, và xin được chào tất cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đang theo dõi chương trình Văn Lang Q&A, một series livestream tư vấn tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Văn Lang. Và chương trình được phát sóng vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên fanpage của Trường Đại học Văn Lang. Và sau một khoảng thời gian dài nghỉ lễ thì ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một khung giờ quen thuộc. Và kính thưa quý vị phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe của con người đang ngày càng được tăng cao. Vì thế nên các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe cũng nhận được rất nhiều những sự quan tâm của các bậc phụ huynh và các bạn học sinh. Và ở Trường Đại học Văn Lang thì ngành dược, ngành điều dưỡng và ngành kỹ thuật xét nghiệm y học tuy rằng có tuổi đời đào tạo còn khá trẻ nhưng đã mang đến nhiều màu sắc mới và những thành tựu nổi bật cho Trường Đại học Văn Lang. Và để giải đáp tất tần tật những thắc mắc của các bạn học sinh, các bạn thí sinh vào tối ngày hôm nay thì bên Nhật xin được trân trọng giới thiệu đến các bạn những thầy cô trong ban tư vấn ngày hôm nay sẽ là người giúp cho các bạn giải đáp được tất cả luôn những thắc mắc của các bạn. Và đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hương, phó trưởng khoa dược, phụ trách khoa. Xin chào quý phụ huynh và chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thì cô rất vui mừng được giúp mà các quý vị phụ huynh cũng như các em giải đáp một số thắc mắc mà mọi người còn đang suy nghĩ trước khi quyết định cho con em cũng như các bạn là sẽ bước vô học ngành dược. Hy vọng rằng là buổi tối hôm nay sẽ có ích cho các bạn. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Và xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Lý Thị Phương Hoa, phó trưởng khoa điều dưỡng và kỹ thuật y học. Dạ, chào cô ạ. Kính chào quý phụ huynh, kính chào các em học sinh thân mến. Tôi rất vui được tham dự cái chương trình tư vấn tuyển sinh của trường hôm nay và với mong muốn hỗ trợ được cho quý phụ huynh và các em định hướng được nghề nghiệp của mình. Hy vọng là chúng ta có một buổi tối thú vị ngày hôm nay để tìm hiểu về những nhóm ngành liên quan đến ngành sức khỏe. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Và các bạn ơi, ngoài hai vị khách mời đang có mặt tại studio ngày hôm nay thì Văn Lang Q&A còn kết nối với dàn khách mời online đặc biệt đến từ khoa dược, khoa điều dưỡng và khoa kỹ thuật xét nghiệm y học, và đó cũng chính là điểm mới và nổi bật tại series Văn Lang Q&A năm nay. Và chúng ta hãy cùng chào đón ban tư vấn nha. Và xin được chào tất cả các quý thầy cô ạ. Chào quý thầy cô. Dạ vâng, và Minh Nhật xin được giới thiệu đến với các bạn thí sinh ban tư vấn online gồm các thầy cô đến từ khoa dược, khoa điều dưỡng và khoa kỹ thuật xét nghiệm y học. Và xin được mời ban tư vấn cũng sẽ gửi lời chào đến cho tất cả các bạn học sinh đang theo dõi livestream vào buổi tối ngày hôm nay. Thì em xin được mời và giới thiệu thạc sĩ Lưu Lệ Khanh, giảng viên khoa dược trước ạ. Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh. Tôi là thạc sĩ Lưu Lệ Khanh, là giảng viên khoa dược. Hy vọng rằng mình sẽ có một buổi tối thú vị về cái ngành khoa dược của mình. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Và tiếp theo xin được giới thiệu đến với các bạn thạc sĩ Nguyễn Ngọc Yến, giảng viên khoa dược. Xin chào quý vị phụ huynh và xin chào các bạn sinh viên thân mến. Tôi hy vọng là qua cái buổi ngày hôm nay thì sắp tới sẽ được gặp các bạn ở tại ngôi trường Văn Lang của chúng ta. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Vũ Long, giảng viên khoa điều dưỡng và kỹ thuật y học. Xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh đang theo dõi buổi livestream của trường Đại học Văn Lang tối hôm nay. Thầy là thạc sĩ Vũ Long, là giảng viên của môn điều dưỡng trường Đại học Văn Lang. Hôm nay thầy rất vui và rất vinh hạnh sẽ cùng đồng hành cùng với quý vị phụ huynh và các bạn học sinh trong buổi livestream tư vấn tuyển sinh ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy rất nhiều. Và cuối cùng xin được giới thiệu đến với các bạn thạc sĩ Hồ Thị Bảo Châu, giảng viên khoa điều dưỡng và kỹ thuật y học. Dạ, xin kính chào quý phụ huynh cùng các bạn học sinh thân mến. Cô đang là giảng viên của bộ môn xét nghiệm ở trường Đại học Văn Lang và rất vui khi được cùng tham gia buổi tư vấn ngày hôm nay. Hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thật là vui vẻ nhưng mà cung cấp cho các bạn những thông tin bổ ích và cần thiết. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Và Minh Nhật cũng xin được cảm ơn tất cả các quý thầy cô đang có mặt tại ngày hôm nay. Và chương trình chúng ta chào đón một ban tư vấn rất là hùng hậu đến từ tất cả các ngành của khoa dược và khoa điều dưỡng và khoa kỹ thuật xét nghiệm y học. Và dù có kết nối online thì Minh Nhật nghĩ rằng điều này nó cũng không phải gọi là những khó khăn, những trăn trở gì, bởi vì các thầy cô luôn luôn sẽ mang đến cho các bạn những chìa khóa, những giải đáp
về những cái thắc mắc của các bạn và cũng như là giúp cho các bạn không còn những băn khoăn, những trăn trở nữa về ngành sức khỏe này. Và chỉ cần các bạn gửi những câu hỏi về cho chương trình thôi thì các thầy cô sẽ trả lời một cách tận tâm nhất có thể. Và câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay thì em muốn dành cho hai cô đang có mặt tại studio ạ. Và với cô Hương thì em có một câu hỏi là nhu cầu nhân lực của ngành dược trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng một tăng cao. Dạ. Về câu hỏi này thì như mọi người đều biết á, nhu cầu về nhân lực trong ngành dược thì chưa bao giờ ngừng hot hết. Nghĩa là đây là một ngành kinh tế và học kỹ thuật. Hiện nay thì với cái tình hình mà dịch bệnh Covid như hiện tại á, thì cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ngoài cái việc bệnh Covid ra thì những bệnh khác vẫn còn tồn tại. Cho nên là việc mà người dân cần đến thuốc để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình vẫn luôn luôn rất là cao. Do đó mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái vấn đề mà khát nhân lực của ngành dược ạ, hiện tại vẫn còn đang ngày một cao hơn. Theo số liệu của bên Bộ Y tế đó thì mỗi năm có khoảng trên 10.000 dược sĩ ra trường, nhưng mà cái con số đó thì cũng không có đủ cho cái tình hình mà các cơ quan y tế cũng như là trong cái ngành dược đang cần một khối lượng, một số lượng nhân viên còn cao hơn thế nữa. Cho nên là chắc chắn rằng là khi các bạn theo học ngành dược thì với tình hình hiện tại thì cái nhu cầu về việc làm của chúng ta, cái khả năng mà có việc làm chúng ta rất là cao. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô Hương rất là nhiều. Và qua câu trả lời của cô Hương thì các bạn có thể thấy được là nhu cầu về nhân sự cũng như là về việc làm của ngành dược đang rất là tăng cao, khi mà có bao nhiêu thì cũng không có đủ. Dạ, đang cho nên là đang rất là cần những nhân lực trẻ, những thế hệ trẻ như các bạn. Dạ, và tiếp theo thì xin được mời cô Hoa và sẽ giải đáp giúp cho Minh Nhật một cái câu hỏi là: trước tình hình ngày càng có nhiều dịch bệnh mới xuất hiện thì vai trò của ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học của các cơ sở y tế hiện nay đang như thế nào ạ? Dạ, xin mời cô. Cảm ơn câu hỏi rất hay của Minh Nhật. Dạ. Trong cái thời gian vừa qua thì cái điều mà cho chúng ta thấy rõ là cái lực lượng y tế đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Khi mà dịch bệnh diễn ra thì những cái văn bản của Bộ Y tế khi kêu gọi thì lực lượng điều dưỡng luôn luôn được giao một cái chỉ tiêu là gấp đôi cái số của bác sĩ khi mà tham gia chống dịch. Và cái đội ngũ kỹ thuật viên xét nghiệm là những người thực hiện các cái kỹ thuật xét nghiệm để hỗ trợ cho cái việc chẩn đoán chính xác là người đó có nhiễm Covid hay không, hoặc là trong chẩn đoán bệnh cũng vậy. Và đó là hai cái, một người á, là điều dưỡng là một người chăm sóc trực tiếp người bệnh, còn người là bạn kỹ thuật viên xét nghiệm á, thì bạn hỗ trợ cung cấp những cái thông tin để hỗ trợ cho việc chẩn đoán, cung cấp thông tin để giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác. Thì lực lượng điều dưỡng chiếm 40% trong cái lực lượng y tế đang công tác tại các bệnh viện, các cái cơ sở y tế. Và hiện nay thì mạng lưới y tế cộng đồng đang rất là thiếu cái nguồn lực này. Và đó là các trường được giao mà đào tạo đó thì tăng chỉ tiêu lên rất là nhiều để mà đáp ứng cái nguồn nhân lực hiện nay. Còn đối với các bạn xét nghiệm thì với cái công nghệ của tiên tiến phát triển của ngành kỹ thuật xét nghiệm hiện nay á, thì các bạn cũng thấy là các bạn cũng được cập nhật nhiều cái mới và các bạn được áp dụng vào trong những cái nghiên cứu trong cái quá trình mình học tại trường. Và Văn Lan luôn luôn hỗ trợ và trang bị những thiết bị đó để đáp ứng cái nhu cầu đào tạo hiện nay để cho các em thích nghi với môi trường làm việc sau này. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô Hoa rất là nhiều. Và qua câu trả lời của hai cô thì các bạn có thể nhận thấy được là trong tình hình dịch bệnh hiện tại thì nhu cầu cũng ngày càng được tăng cao hơn nữa. Và như là những số liệu mà cô Hương đã mang lại thì chúng ta đã có một bức tranh tổng quát về nhu cầu về nhân lực hiện tại của ngành dược đang như thế nào. Và để giúp cho các bạn thí sinh và các bạn học sinh sẽ hiểu rõ hơn về các ngành dược, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học của trường Đại học Văn Lang thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng một vòng tìm hiểu tổng quan với ba ngành. Và đầu tiên với ngành dược thì em xin được mời tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hương, phó trưởng khoa dược phụ trách khoa sẽ giới thiệu đến các bạn thí sinh về chương trình đào tạo của ngành ạ. Xin được trân trọng kính mời cô.
Về chương trình đào tạo ngành dược của Đại học Văn Lang thì nó cũng giống như chương trình đào tạo dược của các trường khác trong cả nước Việt Nam chúng ta. Thì nó chỉ khác nhau là cái số tín chỉ mỗi ngành thì nó có thể là nó xê dịch một chút thôi. Chứ còn thời gian đào tạo thì luôn luôn là 5 năm. Thì với cái chương trình đào tạo ngành dược thì chúng ta sẽ có khoảng hơn 170 tín chỉ để các bạn học trong 5 năm. Thì trong đó những cái tín chỉ mà về chuyên ngành thì nó khoảng hơn 130. Chúng ta sẽ có các môn học đại cương về chính trị, về ngoại ngữ, về giáo dục quốc phòng hay là giáo dục thể chất thì các trường học là như nhau rồi. Yeah. Thì bên này thì nó sẽ có những cái tín chỉ mà chúng ta học về chuyên ngành, về khối sức khỏe cũng như là chuyên ngành sâu về ngành dược. Thì hiện nay ngành dược của Đại học Văn Lang thì có định hướng hai chuyên ngành chính là quản lý cung ứng thuốc và cái dược lâm sàng. Thì như vậy các bạn ra trường, sau 5 năm học các bạn ra trường thì các bạn vẫn là dược sĩ đa khoa, nhưng sẽ đi về một cái hướng chuyên ngành chính mà các bạn chọn, thì đấy là mới là định hướng chuyên ngành. Thì các bạn ra trường thì các bạn có thể là làm được rất nhiều nơi, nhưng mà có những cái chuyên ngành là như vậy. Yeah. Và cái tổng thời lượng thì chúng ta sẽ học trong 5 năm. Dạ yeah, vâng, xin cảm ơn cô rất là nhiều. Và về cơ hội việc làm của ngành dược thì em xin được phép mời Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Yến, giảng viên khoa dược, sẽ giải đáp cho các bạn về vấn đề này ạ. Dạ, xin được mời cô. Nói về việc làm của ngành dược thì cô nghĩ là nếu như mà các bạn đi theo con đường này thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn sau khi mà các bạn tốt nghiệp là một dược sĩ. Nếu như mà ví dụ như nếu như mà các bạn yêu thích cái công việc mà nó liên quan tới cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, các bạn có khuynh hướng là muốn hướng dẫn cho bệnh nhân có thể sử dụng thuốc một cách hiệu quả, an toàn, hợp lý để họ có thể phòng ngừa, điều trị bệnh hiệu quả, thì các bạn có thể học về cái ngành dược lâm sàng và mình sẽ làm việc với cái vai trò là một dược sĩ lâm sàng. Thì các bạn có thể làm việc ở tại khoa dược nè, có thể làm việc ở tại phòng khám hoặc là ở tại nhà thuốc ha. Thì ngoài việc mà mình có thể tư vấn cho bệnh nhân thì các bạn với vai trò của dược sĩ lâm sàng, các bạn cũng sẽ tư vấn cho bác sĩ trong vấn đề lựa chọn thuốc như thế nào để nó hiệu quả cho bệnh nhân ha. Còn nếu như mà các bạn yêu thích cái công việc và các bạn nghiên cứu ra những cái sản phẩm mới ha, thì các bạn có thể là trong những cái bộ phận nghiên cứu phát triển của các công ty dược. Thì lúc này các bạn có thể tạo ra những cái sản phẩm mà nó đem lại cái hiệu quả sử dụng tối ưu hơn cho người bệnh nhân ha. Và nếu như mà cái tính của mình là sự tỉ mỉ thì lúc này các bạn có thể lựa chọn cái chuyên ngành là các bạn sẽ kiểm nghiệm thuốc, tức là các bạn sẽ làm trong những cái phòng kiểm nghiệm ở cái công ty dược hoặc là trong những cái trung tâm kiểm nghiệm để mà mình đảm bảo làm sao khi mà thuốc đến tay người tiêu dùng thì nó phải đạt được cái chất lượng ha. Rồi còn những cái lĩnh vực khác nữa mà cô nghĩ là nó cũng khá là thú vị, ví dụ như các bạn nào yêu thích về kinh doanh marketing thì mình cũng có thể tham gia trong cái mảng marketing dược nè ha. Mình yêu thích kinh doanh thì các bạn có thể bán lẻ, tức là mình sẽ có cái nhà thuốc riêng cho mình, hoặc các bạn giỏi hơn thì mình sẽ trở thành những cái nhà phân phối dược phẩm chẳng hạn ha. Nói chung là cô cảm thấy là làm dược một cái ngành mà nó có rất là nhiều cái sự lựa chọn cho các bạn, và còn những cái công việc khác, những cái vị trí khác mà nếu như mà các bạn tìm hiểu lên thì các bạn sẽ thấy là nó rất là đa dạng. Thì ở đây cô kể điểm mình một vài cái công việc mà các bạn có thể suy nghĩ nếu như mà các bạn yêu thích những cái công việc liên quan tới chăm sóc sức khỏe, tới cái việc hướng dẫn sử dụng thuốc nha. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô Yến rất là nhiều. Và qua câu trả lời của cô thì các bạn có thể nhận thấy được là chúng ta có rất là nhiều những công việc chia ra khác nhau trong ngành dược này. Và quan trọng rằng là các bạn sẽ phù hợp với ngành nghề như thế nào. Thì trong quá trình học thì các thầy cô cũng sẽ hỗ trợ và giúp cho các bạn định hướng kỹ càng hơn. Và tiếp theo thì Minh Nhật xin được trân trọng kính mời Thạc sĩ Vũ Long là giảng viên ngành điều dưỡng sẽ giới thiệu về ngành điều dưỡng đến cho các bạn học sinh, các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được mời thầy ạ.
Kính chào quý phụ huynh và các bạn học sinh. Thì như chúng ta đã biết thì trong hôm nay thì MC cũng đã đặt một câu hỏi về vấn đề tình hình đại dịch trong thời gian vừa qua. Thì các bạn cũng thấy trong thời gian vừa qua thì rõ ràng cái đại dịch Covid đó không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Thì đối với cái vai trò của mình có ngành sức khỏe ở thời điểm này cũng như là ở dịch bệnh, chúng ta thấy nó được mọi người công nhận rất nhiều, và đặc biệt là đối với cái có ngành mà đặc biệt là đối với ngành là cái những người là người yếu, là cái công việc chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và cho cộng đồng cũng được mọi người công nhận, và đó là những cái đóng góp mà không thể nào phủ nhận được cái công lao đóng góp của tất cả mọi người. Như vậy thì đối với nghề điều dưỡng, các bạn biết đó là một cái nghề chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, và không chỉ cho người bệnh không mà còn chăm sóc sức khỏe cho cả cộng đồng, đúng không? Người học điều dưỡng ra trường là có thể tự chăm sóc được sức khỏe cho chính bản thân mình và cho gia đình của họ. Thì đối với cái ngành điều dưỡng của trường Đại học Văn Lang thì các bạn thấy là được đào tạo với bậc trình độ là đại học và với bằng đại học và với trình độ là cử nhân điều dưỡng, thì tới thời điểm hiện tại thì trường đã có 4 khóa đào tạo liên tục, và tới tháng 11 này các bạn khóa đầu tiên của sinh viên ngành điều dưỡng sẽ ra trường. Thời gian các bạn có thể hơi kéo dài hơn một chút so với cái kế hoạch chung ban đầu là tháng 8 do tình hình dịch bệnh diễn ra, và cũng chia sẻ với các bạn học sinh luôn là trong khoảng thời gian mà tình hình dịch bệnh diễn ra thì với vai trò là sinh viên cũng có là sức khỏe, đặc biệt là điều dưỡng, như các bạn sinh viên cũng tham gia vào cái lực lượng y tế tại cộng đồng tại địa phương, các bạn tham gia để hỗ trợ chung tay góp sức để phòng chống dịch bệnh vừa qua. Dạ vâng. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Và cuối cùng, với ngành kỹ thuật xét nghiệm y học thì Minh Nhật xin được mời thạc sĩ Hồ Thị Bảo Châu, giảng viên ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, cũng sẽ giới thiệu tổng quan về ngành để cho các bạn thí sinh và các bạn học sinh đang theo dõi chương trình ngày hôm nay có thể hiểu rõ hơn ạ. Dạ, xin được mời cô. Xin cảm ơn MC Trần đã nghe. Xin giới thiệu đôi chút về ngành xét nghiệm cũng như là ngành học xét nghiệm tại Văn Lang. Thì xét nghiệm chúng ta biết là một cái ngành cận lâm sàng và quan trọng và thiết yếu của ngành sức khỏe, bởi vì có hơn 70% cái việc chẩn đoán của bác sĩ là dựa trên kết quả xét nghiệm. Thì qua một cái trận đại dịch và chúng ta cũng khẳng định được cái vai trò của ngành xét nghiệm, giống như cô Hoa ở đầu đã có giới thiệu về cái vai trò của ngành xét nghiệm đã được khẳng định hơn trong cái đại dịch vừa qua. Thì đối với ngành xét nghiệm, cái người mà làm xét nghiệm thì sẽ gọi là kỹ thuật viên xét nghiệm, và để trở thành một kỹ thuật viên xét nghiệm thì các bạn sẽ phải hoàn thành một cái chương trình đào tạo là 4 năm với bằng tốt nghiệp là cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học. Và tại Văn Lang thì ngành xét nghiệm đã được mở từ năm 2017 và được nhà trường hết một chú trọng đầu tư về trang thiết bị và học hiện đại đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Thì ngành xét nghiệm các bạn sẽ được học thêm những các cái chuyên ngành chuyên sâu trên đó, ở phần học hóa sinh, vi sinh, ký sinh trùng, sinh học phân tử cũng như là tế bào học dạy của mình. Thì tại đây các bạn sẽ được đào tạo để nắm vững được các cái kiến thức nền tảng y học cơ sở cũng như là chuyên ngành để có thể thực hiện được các cái xét nghiệm thường nguyên đến chuyên sâu của bốn cái chuyên ngành ở trên. Thì trong quá trình học, các bạn ngoài việc được thực tập tại các cơ sở của trường thì các bạn còn được kiến tạo thực tập thực tế tại các cái bệnh viện lớn. Thì đối với Văn Lang đang hợp tác với một số bệnh viện lớn trong khu vực thành phố, ví dụ như Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện 30 tháng 4, Bệnh viện Quân nhân Gia đình hoặc là Bệnh viện Quân y 175. Thì sắp tới hôm nay mới sẽ xây dựng theo mô hình là trường học và bệnh viện với một cái khởi đầu là đang có một cái phòng khám đa khoa thực tập ở Văn Lang, thì sẽ cung cấp một phần về cơ sở thực hành cho các bạn sinh viên thuộc khối là sức khỏe tại Văn Lang. Em xin nói đôi chút về là xét nghiệm và cảm ơn biết nhạc cô và dạ vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Và qua những lời giải đáp và cũng như là những lời giới thiệu về ngành thì các bạn học sinh và thí sinh cũng đã có một bức tranh tổng quan về ngành dược, ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học rồi đúng không ạ? Và tất cả các bạn ngay bây giờ sẽ có thể được các thầy cô tư vấn chuyên sâu hơn về tất cả những cái lĩnh vực và những vấn đề, những thắc mắc của các bạn về ba ngành này tại trường Đại học Văn Lang. Thì các bạn có thể đặt những câu hỏi tại phần bình luận của livestream chương trình ngày hôm nay để Minh Nhật có thể kịp thời gửi những câu hỏi của các bạn đến cho các thầy cô và giải đáp một cách nhanh chóng và rõ ràng nhất nha.
Và hiện tại thì bây giờ cũng đã thấy một câu hỏi rồi. Câu hỏi này sẽ liên quan về vấn đề thực tập của ngành dược. Và có một bạn đặt một câu hỏi là: dạ thầy cô ơi, học ngành dược, học tại trường đại học online của mình, có được đi thực tập tại bệnh viện không ạ? Vào năm mấy và khoảng bao lâu? Và với câu hỏi này thì bây giờ xin được mời thạc sĩ Lưu Lệ Khanh là giảng viên khoa dược sẽ giải đáp cho bạn về vấn đề này. Cô chào bạn, thì câu hỏi của bạn á, thì vào năm 3 đó, học ngành dược mình sẽ đi thực tế ha. Thì vào năm 3 mình sẽ đi thực tế bệnh viện, thường là khoảng 1 cho đến 2 tuần thì mình sẽ đi tham quan bệnh viện nè, rồi mình sẽ đi tham quan các vị trí, ví dụ như mình sẽ đi kho dược chẳng, sau đó là sẽ đi về lên kho dược tẻ và nhà thuốc bệnh viện. Sau đó nếu mà năm thứ năm đó, khi bạn dơ vào cái chuyên ngành lâm sàng đó, thì bạn sẽ lại đi sâu hơn về chuyên ngành lâm sàng, thì mình sẽ đi thực tập dài hơn, cái thời gian dài hơn và đi sâu hơn, với vai trò sau này mình sẽ là một cái dược sĩ, mà dược sĩ lâm sàng. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ rồi, vậy chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Võ Cường. Kỹ thuật xét nghiệm y học, em bị yếu môn hóa thì có học được hay không? Với câu này thì xin được mời cô Hoa ạ. Cảm ơn bạn Cường đã đặt câu hỏi này. Bạn nếu bạn thích xét nghiệm và bạn sẽ thấy là dù cho bạn thấy là bạn yếu môn hóa, nhưng mà cái bạn có thích không? Khi mà bạn phát hiện ra được là nếu tôi học xét nghiệm thì tôi sẽ khám phá ra những cái thay đổi trong cái cơ thể của mình. Một người bình thường thì nó như thế nào và cái sự bất thường đó ra sao. Những cái chỉ số đó giúp cho mình phân tích được cái vấn đề sức khỏe của mình. Và với sự dẫn dắt của các cô, và phải nói là các cô rất là tận tâm và kèm cặp các em từng chút một. Thì có thể là bạn lúc đầu thì bạn nói bạn yếu, nhưng mà vô biết đâu bạn thấy các thầy cô mê quá rồi bạn theo học, bạn thấy là lúc đó bạn học hóa càng ngày càng giỏi hơn. Thì hy vọng là bạn sẽ được dẫn dắt tại Văn Lan và bạn sẽ thành công với ngành xét nghiệm. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và các bạn có thể thấy rằng là dù cho chúng ta có lỡ như là yếu một cái môn nào đó ở trong một cái ngành, nhưng mà chúng ta có một cái sự gọi là đam mê và yêu thích với cái ngành đó, thì nhờ sự giúp đỡ và hướng dẫn của các thầy cô và các bạn bè nữa, thì chúng ta sẽ gọi như là ngày càng nâng cấp bản thân của mình hơn và giỏi hơn thì sao, đúng không ạ? Dạ, cho nên là bạn Củ Cường đừng lo nhé. Nếu như mà bạn có lỡ như là bị yếu môn hóa học, mà đó cũng Minh Nhật nghĩ đó cũng không phải là một cái trăn trở nào đó quá lớn với bạn, chỉ cần là bạn vẫn còn một cái niềm đam mê mãnh liệt với ngành kỹ thuật xét nghiệm y học thôi, thì vào ở trong đây các thầy cô của trường đại học Văn Lang sẽ giúp cho bạn về vấn đề đó. Và xin được cảm ơn cô Hoa rất là nhiều. Tiếp theo đến từ bạn Phan Thị Hồng Ngọc, thì bạn hỏi rằng là ngành điều dưỡng học nhiều nhất là bao nhiêu năm vậy ạ? Và xin được mời thầy Long sẽ giải đáp câu hỏi này dành cho bạn ạ. Chào bạn Hồng Ngọc. Thì đối với câu hỏi của bạn thì thầy sẽ giải đáp như sau. Thì chương trình điều dưỡng cử nhân bậc đại học được Bộ và Giáo dục cũng như Bộ Y tế quy định đó là tổng thời gian các bạn học là 4 năm để các bạn có đủ kiến thức và kỹ năng và những cái trải nghiệm để các bạn đang ra trường và các bạn trở thành một người điều dưỡng tới một độ trình độ đại học. Thì ở trường đại học Văn Lang các bạn sẽ được thiết kế một chương trình học kéo dài trong khoảng thời gian 4 năm, đảm bảo các bạn có đủ kiến thức kỹ năng theo chuẩn và yêu cầu của Bộ Giáo dục cũng như các bạn có khả năng hòa nhập hơn với khu vực trong thời gian sắp tới. Chào mừng bạn. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều. Rồi, và chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo luôn. Đang có rất là nhiều các bạn quan tâm đến những khối ngành về sức khỏe. Và ngành có một bạn hỏi rằng là ngành dược tại Đại học Văn Lang sẽ học trong bao lâu? Và ngành có chương trình học bổng cho sinh viên hay không? Dạ vâng, và xin được mời cô Hương ạ. Dạ, sẽ giải đáp câu hỏi này đến cho bạn học sinh và thí sinh. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là thú vị. Thì như cô đã nói trong cái lúc đầu đó, thì ngành dược của Đại học Văn Lang chúng ta sẽ học trong 5 năm với 14 học kỳ. Hiện nay là nhà trường phân bổ mỗi năm 3 học kỳ, học kỳ 1, học kỳ 2 và học kỳ 3. Thì như vậy với 5 năm thì chúng năm cuối thì không có học kỳ thứ 3 nữa. Tốt nghiệp thì các bạn có 14 học kỳ là học trong 5 năm. Và nói về học bổng thì với Đại học Văn Lang ấy, thì nếu các bạn đầu vào mà các bạn có điểm cao hơn những bạn thí sinh khác
thì ngay năm đầu tiên các bạn đã có học bổng rồi. Yeah. Và có những bạn được học bổng toàn phần suốt khóa học. Yeah. Nếu mà cái thành tích học của 12 năm các bạn nổi trội. Còn nếu bình thường thì các bạn có thể nhận học bổng một học kỳ hoặc là một năm. Trong quá trình học nếu điểm các bạn tốt thì bạn sẽ được nhận học bổng tiếp. Yeah. Thì đây là một cái nét nổi bật của Đại học Văn Lang, thì hầu như là các bạn cứ học tốt là các bạn sẽ có được học bổng. Và cái đó nó cũng là một cái mà tạo thành niềm vui cho chúng ta, hơn nữa là nó cũng giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho ba má. Thì cái này rất là hay. Dạ, thì vâng. Các bạn lưu ý. Dạ vâng, xin cảm ơn cô rất là nhiều. Và Minh Nhật xin được phép hỏi thêm sâu hơn về vấn đề là cũng có rất là nhiều các bạn đang thắc mắc và trăn trở rằng là sau một cái khoảng thời gian được học và được đào tạo tại trường Đại học Văn Lang ra rồi, các bạn sẽ có việc làm luôn ngay khi mà các bạn vừa mới ra trường kết thúc 5 năm, hay là các bạn sẽ phải học về những chứng chỉ gì hoặc là học về những kiến thức gì nữa rồi các bạn mới có thể có việc làm, thì cô có thể giải thích sâu hơn nữa cho các bạn hiểu được không ạ? Về cái này thì là sẽ là như thế này. Dạ. Kiến thức thì nhà trường trang bị cho chúng ta là đồng đều như nhau, nhưng mà cái khả năng mà các bạn lĩnh hội được cái kiến thức đó thì nó sẽ không như nhau. Yeah. Mà hơn nữa các bạn đều biết rằng là khi mà ra trường á, các bạn đi phỏng vấn cầm cái bằng trên tay thì các bạn phải thuyết phục được cái người mà phỏng vấn bạn. Yeah. Là cái kiến thức của tôi như vậy, nhưng cái những cái kỹ năng mềm của tôi là như thế này, thì cái đó là cái mà các bạn sẽ được học trong quá trình các bạn học tại Đại học Văn Lang. Ngoài những cái môn học, những cái học phần cứng của chương trình ra, thì chúng ta sẽ được học những cái kỹ năng mềm, sẽ được sinh hoạt các sinh hoạt chung á, ở trong trường sẽ tổ chức những cái đó, thì nó góp phần là tạo cho chúng ta cái kỹ năng sống, vốn sống cũng như là cái sự tự tin bản thân mình. Đúng rồi, sự tự tin. Thì nếu các bạn đứng trước những người phỏng vấn mình, những cái người mà người ta phỏng vấn, thì các bạn tự tin và các bạn cảm giác rằng là chúng ta sẽ thành công trong công việc của mình, thì lúc đó bản thân cái tính, cái thái độ đó của các bạn đã là một cái sự thuyết phục đối với người phỏng vấn rồi. Thì đó là cái mà các bạn sẽ được học thêm ở trong quá trình học chương trình chính. Dạ vâng. Vậy là như câu trả lời của cô, thì ngoài cái việc mà chúng ta được đào tạo về ngành dược, ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học, thì sẽ có những khóa học rồi hoặc là câu lạc bộ của bên trường dành cho các bạn để chúng ta có thể có thêm được những kỹ năng và thuyết phục cho nhà tuyển dụng và gia tăng hơn cái cơ hội có việc làm của mình nhiều hơn. Dạ, xin cảm ơn cô rất là nhiều. Và tiếp tục, cũng là một câu hỏi của bạn Hồng Ngọc luôn. Và bạn đã hỏi rằng là khi học điều dưỡng, mình có thể học song song thêm một ngành khác tại trường không? Ví dụ như xét nghiệm y học hoặc dược. Dạ, và với câu hỏi này thì chắc là mời thầy Long sẽ giải đáp tiếp cho bạn Hồng Ngọc ạ. Chào bạn Ngọc, cảm ơn bạn đã có câu hỏi với ngành điều dưỡng. Thì trả lời bạn là khi các bạn đi học ngành sức khỏe, một đặc điểm của ngành đó là các bạn có rất nhiều thời gian để các bạn vừa học lý thuyết và các bạn lại có thể đến các bạn trải nghiệm các thời gian thực hành. Thực hành ở đây là vừa có thực hành ở phòng thực hành và thực hành tại bệnh viện, rồi thực hành tại bệnh viện. Thì do đặc điểm các bạn phải đi học, thời gian học và khối lượng kiến thức các bạn học rất nhiều, do đó các bạn không thể học song song hai ngành được, bởi vì nó sẽ không đảm bảo kiến thức và cũng như các bạn cũng không đủ thời gian cho bạn học. Tuy nhiên, nếu như các bạn quan tâm đến việc học một ngành điều dưỡng và sau đó các bạn muốn học thêm một ngành khác giống như để bổ trợ thêm kiến thức, các bạn có thể học đăng ký học lên bằng 2 sau khi các bạn đã tốt nghiệp ngành điều dưỡng. Cảm ơn bạn. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy Long rất là nhiều ạ. Và tiếp đến là câu hỏi của bạn Lê Duy Ngọc. Em được biết học ngành kỹ thuật xét nghiệm y học sẽ thực hành nhiều trong phòng thí nghiệm phải không ạ? Và phòng thí nghiệm ở Văn Lang sẽ có những thiết bị gì? Và xin được mời thạc sĩ Hồ Thị Bảo Châu sẽ giúp cho bạn giải đáp thắc mắc về vấn đề này. Dạ, xin cảm ơn bạn có câu hỏi liên quan đến ngành xét nghiệm. Thì như hồi nãy cô cũng có trình bày, thì đối với ngành xét nghiệm của mình sẽ có những cái ngành chuyên biệt, ví dụ như hóa sinh, vi sinh, ký sinh trùng, sinh học ung tử. Thì tuy nhiên các cái máy móc cũng được trang bị theo từng nhu cầu của chuyên ngành. Thì đối với trường chúng ta đã được trang bị các hệ thống máy móc đạt cái yêu cầu tiêu chuẩn của Bộ Y tế, ví dụ như những cái phòng thực hành về hóa sinh, thì chúng ta sẽ có những cái máy sinh hóa máy tự động, máy bắt cầu tế, và
hoặc là những cái tổ chức nó chấp để các bạn thực hiện cái an toàn sinh học trong cái việc các bạn thực hiện các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Thì về chuyên ngành huyết học thì chúng ta sẽ có những cái máy huyết học đông máu bé tự động hoặc là những cái máy đông CT, những cái chuyên ngành của mình thì nó sẽ phù hợp với cái máy móc thiết bị đó. Và về vi sinh thì sẽ có những cái tủ an toàn sinh học, những cái phòng cấy, những cái tủ cấy để cho các bạn thực hiện được đảm bảo an toàn khi trong quá trình học. Về sinh học nguyên tử cũng vậy, cũng sẽ có những cái máy cắt chiết, máy chạy PCR. Và về giải phẫu mở thì có những cái máy về cắt lát mô cũng như là những cái thiết bị đưa có gắn camera. Đó là những cái thiết bị rất là hiện đại đang được nhà trường đầu tư. Cô hy vọng là sẽ gặp được các bạn để đến tham quan cũng như là trải nghiệm cái phòng thực hành của mình. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Mà bây giờ ngồi ở đây nghe thôi thì cũng đã cảm giác được là trong phòng có rất là nhiều những thiết bị hiện đại để cho các bạn học sinh, các bạn sinh viên khi trở thành sinh viên mới, tân sinh viên của trường Đại học Văn Lang có thể như là mình được học trực quan hơn, mình học theo hướng ứng dụng hơn để cho những kiến thức của chúng ta sẽ lưu lại một cách tốt hơn. Dạ, xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Và tiếp đến là một câu hỏi của bạn Hoàng Thành. Dạ, em chào thầy cô. Thầy cô cho em hỏi rằng ngành dược học sẽ đi thực tập ở đâu và bắt đầu thực tập vào năm mấy? Dạ, về ngành dược học. Dạ, xin được mời cô Khanh ạ. À, dạ, xin được mời cô Khanh. Dạ, giải đáp thắc mắc này giúp cho bạn ạ. Trả lời cái câu của bạn Khanh, thì ngành dược của mình á, mình sẽ đi thực tập ở khoa dược ở bệnh viện nè, mình sẽ đi thực tập ở nhà thuốc nè, và mình sẽ đi thực tập ở xí nghiệp. Và thí nghiệm công ty dược thì ở vào cuối năm 3 đó thì mình sẽ đi thực tế bệnh viện, đi thực tập ở bệnh viện 2 tuần. Lúc đó mình bước đầu bước chân vào mình tìm hiểu, mình tham quan khoa dược, mình tham quan các kho chẩn, kho lẻ, thì tham quan nhà thuốc bệnh viện. Sau đó thì đến năm thứ 5 á, như mà nãy cô có nói trả lời bạn trước á, là mình sẽ đi sâu vô, nếu mình vô cái chuyên ngành dược lâm sàng á thì mình sẽ đi thực tế bệnh viện 10 tuần, mình sẽ đi vô đó, mình có thể là mình bắt đầu mình sẽ làm cái vai trò và vị trí của người bác sĩ lâm sàng, sẽ bình đơn thuốc của những cái của bác sĩ mà khi người ta kê toa. Rồi còn về đi thực tế xí nghiệp thì cũng vào đầu năm, vào khoảng năm tư mình sẽ đi thực tế xí nghiệp, mình sẽ đi tham quan những cái nhà máy, mình sẽ đi vào cái nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GMP. Mình sẽ đi vào đó tham quan các quy trình sản xuất, tất cả các khâu ở trong đó. Rồi còn mình đi thực tế nhà thuốc á, thì mình có thể là vào khoảng cuối năm 3 mình sẽ đi thực tế. Ví dụ như năm nay thì các bạn, các anh chị sinh viên của năm 3 đó sẽ đi thực tế nhà thuốc, đi chủ nhà thuốc, như các bạn thấy chủ nhà thuốc của Pharma City. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Và Minh Nhật xin được mời cô Hương cũng sẽ như là bổ sung về việc là ý nghĩa của việc đi thực tập đối với lại các bạn sinh viên của ngành dược, và cũng như là một cái tầm quan trọng của các bạn khi các bạn đi thực tập như vậy thì các bạn cũng sẽ nhận được cái giá trị như thế nào. Dạ, có thể bổ sung đến cho các bạn học sinh có thể hiểu hơn ạ. Thì với cái chương trình đào tạo dược ạ, thì chúng ta sẽ có thực tập tại phòng thí nghiệm. Thì các bạn sẽ thực tập tại phòng thí nghiệm ngay từ năm thứ nhất. Yeah. Nhưng mà với cái thực tập tại cơ sở, những cơ sở mà trong cái ngành dược ạ, thì như cô Khanh đã nói đấy, thì cái số mà cơ sở trong ngành dược của chúng ta rất là nhiều, nhưng chia vào 3 mảng lớn. Thứ nhất là các nhà thuốc. Yeah. Thì các nhà thuốc ở đây có thể là có các nhà thuốc tư nhân, nhưng hiện nay thì các bạn sinh viên dược Văn Lang thì đi theo các nhà thuốc của các chuỗi nhà thuốc của các công ty. Thì như vậy cái việc mà học tập tại các chuỗi nhà thuốc á, nó sẽ bảo đảm hơn là học tập tại những nhà thuốc đơn lẻ. Yeah. Đó là cái thứ nhất. Đó thì cái mà chúng ta học, các bạn nghĩ học dược là đầu tiên ra là mở nhà thuốc bán thuốc, thì cái công việc bán thuốc là công việc mà nó chúng ta thấy trước mắt ngay lập tức. Yeah. Thì đương nhiên các bạn phải đi thực tập cái vấn đề nhà thuốc. Và trong quá trình học tập như vậy thì các bạn có thể học là cách bố trí thuốc như thế nào để dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, không nhầm lẫn, không bị quá hạn, vân vân. Thì trong đó có rất nhiều cái kiến thức chuyên môn mà các bạn phải học, mặc dù lý thuyết các cô đã giảng rồi, nhưng mà thực tế
bày thuốc trên tủ sẽ phải như thế nào, những thuốc nào là thuốc phải bán theo đơn, những thuốc nào là thuốc bán bình thường được, vân vân. Đó, đó là cái đi nhà thuốc rồi ha. Xong sau đó thì các bạn sẽ là phải đi khoa dược bệnh viện. Thì đương nhiên trong bệnh viện là luôn luôn chữa cho bác sĩ, chữa cho bệnh nhân, thì ngoài cái việc chăm sóc của các bên điều dưỡng ra thì thuốc là cái phần mà không thể thiếu được. Thì cái quản lý thuốc trong bệnh viện, quản lý như thế nào, thuốc cấp cứu cũng như là thuốc tại các khoa, rồi thuốc tại kho chẵn, kho lẻ, rồi là có cái quầy thuốc để phát thuốc bảo hiểm y tế hay là những quầy thuốc bán thuốc ở phía ngoài. Thì tất cả những cái công việc đấy là của dược sĩ tại nhà thuốc. Và cái quan trọng hơn là dược sĩ lâm sàng. Thì dược sĩ lâm sàng, nếu các bạn giỏi, các bạn có đủ kiến thức, thì lúc đó các bạn bình đơn với bác sĩ, thì các bạn có thể chỉ cho bác sĩ là à, với cái cơ địa người như thế này, nếu mà kết hợp thuốc thì có thể dẫn tới những cái tác dụng phụ không mong muốn. Do nên là, nhưng mà lúc đó thì kiến thức mình phải vững. Mà thông thường sẽ là những người dược sĩ lâm sàng đã có kinh nghiệm 3 năm, 5 năm. Chứ còn mới chúng ta mới ra thì chúng ta hãng học cách mà bình đơn hả. Đó, thì đấy là tại bệnh viện. Một cái mảng nữa là chúng ta sẽ đi thực tế tại xí nghiệp. Thì đấy là mảng sản xuất thuốc. Thì các bạn vô trong xí nghiệp thì các bạn sẽ được làm quen với cái tác phong công nghiệp, sản xuất thuốc theo một cái quy trình và theo cái chuẩn GMP. Thì hiện tại ở Việt Nam thì có GMP của ASEAN hoặc là GMP của EU. Nếu mà thuốc chúng ta đạt chuẩn GMP ở các nhà máy như vậy thì chúng ta mới có khả năng là xuất ra để cho nhân dân sử dụng tại Việt Nam, và chúng ta có khả năng là xuất khẩu. Nếu mà không đạt chuẩn thì sẽ không xuất khẩu được. Và đương nhiên bây giờ nếu không đạt các chuẩn GMP thì cũng không được bán tại Việt Nam nữa. Thì đấy là cái mảng thứ ba. Còn một mảng nữa về quản lý thì các bạn có thể giống như cô Khanh nói đó, chúng ta về kiểm nghiệm thuốc thì trong xí nghiệp cũng có phòng kiểm nghiệm, hoặc là về cái các viện kiểm nghiệm thuốc của hiện tại thì tất cả các tỉnh thành ở trong cả nước chúng ta đều có trung tâm kiểm nghiệm thuốc hết. Thì các bạn cũng thể làm như vậy, hoặc là các bạn đi thực tế nữa thì trong công ty các bạn có thể học về cái phòng kinh doanh ấy. Cách mà người ta kinh doanh thuốc như thế nào, tại vì ở đây là một ngành khoa học và một ngành phục vụ cái sức khỏe của con người. Cho nên các công ty dược ấy, ngoài cái chức năng kinh doanh có lời ra, thì thí dụ như các bạn đều thấy là đợt vừa rồi mà Covid ấy, thì nhà nước cung cấp thuốc miễn phí cho mọi người. Đúng không? Mọi người bị Covid ấy, là cung cấp miễn phí. Thì cái thuốc đó ở đâu ra? Các nhà máy phải sản xuất. Cho nên nó có hai chức năng. Một là phải kiếm được lợi nhuận để tự nuôi sống, nhưng mà cũng phải phục vụ cho cái nhu cầu đảm bảo về sức khỏe của con người. Cái đó là cái mặt thứ hai. Ngoài ra cũng còn một số công việc nữa. Thí dụ như công việc của chúng tôi đang ngồi ở đây là đào tạo nhân lực cho ngành dược. Thì đấy cũng là một cái mảng mà các bạn thấy rằng nó cũng rất là có lợi. Cho nên với ngành dược thì đi thực tập cơ sở đó thì nó tương đối là phong phú. Không chỉ là bệnh viện, không chỉ là nhà thuốc, mà còn có rất nhiều cái cơ sở khác nữa. Vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Và bên Nhật ngồi nghe thì thấy rất là thích thú khi mà tất cả các bạn sẽ được học những cái vấn đề này và sẽ được đi trải nghiệm ở rất là nhiều nơi. Và quan trọng nhất là chúng ta khi mà trở thành một người dược sĩ, trở thành một người y bác sĩ thì cũng sẽ như là cống hiến sức lực của mình để phục vụ cho xã hội. Đây là một cái công việc rất là ý nghĩa mà bên Nhật đang rất là muốn các bạn cũng sẽ như là tham gia vào và học hỏi. Và quan trọng nhất là tại trường Đại học Văn Lang thì có các thầy cô luôn luôn là tận tâm tận tình sẽ giúp đỡ cho các bạn và hoàn thành được những công việc của các bạn trong sau này. Và cũng giống như cô có nói thì khi mà trải nghiệm của bản thân em khi mà bước vào một cái nhà thuốc ấy thì em thấy được là có rất là nhiều những cái loại thuốc ở trên tủ. Và hồi nhỏ thì cũng hay tự hỏi là làm thế nào để một cái người dược sĩ bán ở đó có thể như là biết được khi mà mình nói là dạ em bị ho hoặc là em bị sốt hay là gì đó, thì họ có thể lấy một cái đơn thuốc ra cho mình, hoặc là họ hỏi mình là nặng không hay là nhẹ không, rồi họ có đờm hay không đó, thì họ cũng sẽ cần phải biết được là đặc tính của loại thuốc nào sẽ phù hợp cho mình ở cái thời điểm như thế nào. Thì đó chính là một cái tầm quan trọng của các bạn khi mà chúng ta đi thực tập, thì chúng ta sẽ biết cách để phân biệt ra được là mình sẽ bán thuốc cho đối tượng như thế nào, bệnh như thế nào, đã tiến triển như thế nào rồi. Dạ, rất là thú vị đúng không ạ? Rồi, và sẽ quay trở lại đến với những câu hỏi của các bạn. Có một câu hỏi của một bạn học sinh rằng là bạn đó sẽ cần trang bị gì để dễ xin việc sau khi tốt nghiệp ngành điều dưỡng và trở thành một điều dưỡng giỏi ạ? Vậy xin được mời cô Hoa sẽ giải đáp cho bạn ở vấn đề này.
Cảm ơn bạn. Cô rất là vui mà nếu mà được nhận bạn vào học ngành điều dưỡng ở trường Văn Lang, bởi vì bạn rất là chưa học nhưng mà bạn đã nhìn ra được cái tương lai của mình là mình sẽ làm như thế nào. Dạ. Thực sự ra là khi ở khoa đó, thiết kế chương trình đào tạo thì cũng suy nghĩ là cho các em đi từng bước một. Đầu tiên hết là các bạn học kiến thức y học cơ sở, sau đó các bạn có cái nền tảng vững chắc. Yeah. Rồi các bạn học kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn. Kiểm soát nhiễm khuẩn rất là quan trọng trong cái đợt dịch vừa rồi. Yeah. Bạn biết là bạn rửa tay như thế nào, rồi bạn mặc áo mang găng ra sao. Yeah. Khi bạn tiếp xúc với những cái vật dụng nào mà để làm không bị lây nhiễm. Yeah. Rồi không làm ô nhiễm cho môi trường. Rồi sau đó bạn học những cái kỹ năng kỹ thuật mà để chăm sóc cơ bản cho người bệnh và kỹ thuật chuyên sâu. Nếu bạn biết được là mình vào được đi thực tập tổng thể trong cái thời gian của chương trình đào tạo đó, các bạn có tới 54 tuần các bạn thực tập ở bệnh viện mà. Yeah. Rồi khi đó thì bạn đủ tự tin để bạn có thể trở thành một cái người sinh viên tốt nghiệp điều dưỡng và có cái tay nghề cũng khá là tốt ở trường Văn Lang. Sau đó thì bạn sẽ được đi thực tập thêm 9 tháng nữa. Dạ. 9 tháng là để được cấp cái giấy xác nhận thực hành 9 tháng, sau đó bạn nộp hồ sơ để lên Sở Y tế để bạn được cấp chứng chỉ hành nghề. Thì dạ, lúc đó với cái 4 năm học tại trường, trong đó có 54 tuần ở bệnh viện và khoảng 4 tuần ở phòng thực hành. Như vậy thì chúng ta có thời gian thực hành rất dài. Yeah. Và cộng thêm 9 tháng nữa thì cô nghĩ rằng là bạn sẽ là người rất giỏi nếu mà bạn chuyên tâm. Và đặc biệt nữa là chỉ cần bạn giao tiếp với bệnh nhân tốt và tạo được niềm tin với người bệnh á, thì bạn sẽ có cơ hội được làm nhiều hơn. Khi mà bạn có cơ hội làm nhiều hơn thì bạn sẽ giỏi hơn. Yeah. Và trong tương lai á, là điều dưỡng trưởng, các bạn điều dưỡng trưởng tour, điều tour là trưởng nhóm trong cái ca yeah trực. Và điều dưỡng trưởng khoa, các bạn còn rất trẻ và cô hy vọng là em hãy vào học ở trường Văn Lang với cái nhiệt huyết của em. Cô hy vọng em sẽ thành cái người lãnh đạo điều dưỡng trẻ dạ nhất trong tương lai. Dạ vâng, cảm ơn cô Hoa rất là nhiều. Và các bạn cũng thấy được là có rất là nhiều thứ cần phải trang bị, nhưng với sự giúp sức của các thầy cô thì các bạn yên tâm sẽ luôn luôn đạt được kết quả tốt nhất. Dạ, và tiếp theo thì đến với câu hỏi của bạn Hoài Ân. Dạ, em chào thầy cô, thì em muốn hỏi làm sao để biết mình phù hợp với ngành kỹ thuật xét nghiệm y học. Dạ, làm sao để biết mình phù hợp thì xin được mời cô Châu và sẽ giải đáp câu hỏi này dành cho bạn Hoài Ân. Dạ. Cô cảm ơn bạn Hoài Ân đã có quan tâm đến ngành xét nghiệm. Thì câu hỏi của bạn là làm sao để biết mình phù hợp với ngành kỹ thuật xét nghiệm thì trước hết cô nghĩ là bạn cần có những cái tố chất, ví dụ như bạn phải cẩn thận, tỉ mỉ và đặc biệt là bạn sẽ cần phải có cái tinh thần trách nhiệm rất là cao, bởi vì đối với ngành sức khỏe nói chung cũng như ngành xét nghiệm nói riêng thì mình đang thực hành và mình làm việc và mình ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Do đó cái việc mà bạn có tinh thần trách nhiệm cao thì rất là cần thiết, bởi vì cái kết quả xét nghiệm của bạn là ảnh hưởng trực tiếp đến cái điều chẩn đoán của bác sĩ có ra được cái phác đồ điều trị đúng hay không. Bên cạnh đó thì bạn cũng cần có một cái tinh thần là chịu học hỏi và nghiên cứu, bởi vì cái khoa học sức khỏe của mình thì nó không có dừng lại, các bạn nó luôn phát triển và mình sẽ phải có cái tinh thần là tự nghiên cứu và học hỏi nhiều hơn. Thì đó là một cái tố chất mà tôi nghĩ là mình nên cần chuẩn bị trước khi mình chọn cái ngành xét nghiệm cũng như là một cái ngành trong cái khoa học sức khỏe. Cảm ơn ông. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô Châu rất là nhiều. Và có hai cái yếu tố tổng hợp lại giống như là cô Châu nói, một là cái tinh thần mà chúng ta chịu trách nhiệm và tinh thần học hỏi, thì các bạn cũng sẽ như là những cái yếu tố phù hợp với ngành kỹ thuật xét nghiệm y học. Và tiếp theo thì câu hỏi sẽ có hai câu hỏi và liên quan về ngành điều dưỡng, đó là về bạn Hồng Ngọc. Thì bạn đã hỏi ngành điều dưỡng học nhiều nhất là bao nhiêu năm, và bạn Hoàng Anh thì hỏi rằng là học điều dưỡng có dễ đi xin việc không. Dạ, xin được mời thầy Long sẽ giải đáp cả hai câu hỏi này dành cho hai bạn luôn ạ. Vâng, xin đầu tiên xin trả lời câu hỏi của bạn Hồng Ngọc trước. Thì nãy cũng có trả lời ở một bạn phía trên. Thì thứ nhất là thời gian học các bạn là chương trình, các bạn là trong thời gian 4 năm. Thì trong 4 năm này là học theo chương trình chuẩn của bộ và các cái trường đào tạo ngành cử nhân điều dưỡng khác trong cả nước. Ở Việt Nam mình vẫn theo cái khung là 4 năm. Như vậy thì trong vòng 4 năm đó các bạn sẽ hoàn tất 140 chứng chỉ. Như vậy thì nếu các bạn ra trường sớm nhất, tức là có thể hoàn tất sớm nhất là trong thời gian là 3 năm năm. Và đây là bạn đang học theo chương trình chứng chỉ, do đó là các bạn sẽ vì các bạn thời gian các bạn học kéo dài
nhưng bao lâu thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào trong cái cơ chế mà của bộ quy định. Và do một các bạn có tổng cộng 140 tín chỉ, do đó là trường sẽ sắp xếp và khoa sắp xếp các bạn một năm các bạn sẽ học tổng cộng 3 học kỳ để các bạn có thể hoàn tất cái thời gian học đúng nhất và sớm nhất theo cái khung trình độ đã đưa ra và cũng như là cái dự định kế hoạch đào tạo mà khoa cũng như là trường đã thông qua thời gian đầu khi mà xây dựng chương trình đào tạo. Còn về câu hỏi của bạn Hoàng Anh thì đối với học nghề điều dưỡng có xin việc dễ hay không thì xin trả lời với bạn là hiện nay nghề điều dưỡng đang rất cần. Ở các bạn có thể xin việc ở cả bệnh viện hoặc là bạn có thể về các trường học, bạn có thể làm ở các cơ quan khác như là các bạn có thể một đi dạy với các thầy cô ở trường học online hôm nay trao đổi với các bạn, hoặc là các bạn có thể làm ở lĩnh vực quản lý như là các bạn có thể làm ở sở y tế, hoặc các bạn có thể làm ở các phòng về đảm bảo cái y tế của quận, của huyện. Đó là cái việc trả lời cho các bạn là câu hỏi về cái xin việc hiện nay. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy Long rất là nhiều và cũng quan tâm đến vấn đề này thì có bạn Mai Hoàng thì bạn cũng đã có hỏi là về ngành dược học thì sau khi ra trường học xong thì có dễ tìm được việc hay không, và xin được mời cô Yến ạ, dạ sẽ giải đáp thắc mắc này dành cho bạn Mai Hoàng. Cô xin chào Mai Hoàng, cô cảm ơn vì Mai Hoàng đã quan tâm đến ngành dược. Vì như cô trao đổi lúc ban đầu á, thì ngành dược của mình ha có rất là nhiều sự lựa chọn cho các bạn khi mà bạn ra trường, thì bạn sẽ có rất là nhiều cái vị trí, cái công việc để mà bạn có thể chọn lựa, từ việc là bạn có thể là một dược sĩ lâm sàng ở trong bệnh viện, trong nhà thuốc, trong phòng khám, hoặc là các bạn yêu thích cái công việc nghiên cứu thì các bạn có thể làm được ở trong các công ty xí nghiệp ha, rồi các viện kiểm nghiệm, hoặc là bạn yêu thích kinh doanh thì bạn có thể làm về marketing, hoặc là bạn cũng có thể tự mở một cái nhà thuốc cho mình. Thì bạn cũng thấy là cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân của mình đó, nó ngày càng tăng ha. Người dân thì bây giờ người ta cũng rất là quan tâm tới việc là không chỉ là chữa bệnh mà làm sao để có thể phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Cho nên là theo như cô thấy thì làm dù thì lúc nào cũng cần thiết hết, tại vì người ta có thể là đói một chút cũng sao, nhưng mà bạn thì phải uống thuốc. Và cái nhu cầu này thì không bao giờ gọi là có thể là thay đổi được hết ha. Cho nên là con có thể nói là cái nhu cầu đào tạo những cái người dược sĩ thì nó rất là nhiều các bạn. Dạ vâng, dạ rồi, xin được cảm ơn cô Yến rất là nhiều. Dạ, và câu hỏi tiếp theo luôn đến từ bạn quốc tế. Thì xin được chào thầy cô, cho em đặt câu hỏi đối với ngành xét nghiệm thì ngoài giờ thực hành theo lịch học cố định của kế hoạch đào tạo, sinh viên của ngành xét nghiệm có những cơ hội nào để trải nghiệm thực hành ngoài giờ tại phòng thực hành của nhà trường? Dạ, em cảm ơn. Và với câu này thì xin được mời cô Hoa ạ. Dạ, sẽ giải đáp cho bạn về vấn đề này. Cảm ơn bạn rất nhiều. Câu hỏi này làm cho cô cảm thấy là đang gợi cho cô nhớ lại một cái dự án mà đang thực hiện ở tại khoa. Thực sự ra là các bạn rất là giỏi, các bạn học xong rồi á, là các bạn được làm TA, các bạn được làm trợ giảng cho các thầy cô. Và bên cạnh cái việc làm trợ giảng cho các thầy cô đó, các bạn đạt cái điểm môn học mà các bạn thích á, là các bạn đạt điểm cao từ 7 điểm trở lên, các bạn được làm trợ giảng cho các thầy cô, mà cái điều đó rất là thú vị đối với sinh viên của các ngành ở trong trường của mình. Cái điều thứ hai nữa là hiện nay á, là các bạn mê mà ngồi đến 6 giờ đến 8 giờ tối, có khi đến 9 giờ các bạn vẫn còn ngồi đó. Bởi vì các bạn chuẩn bị những cái mẫu, các bạn làm cộng tác viên của phòng thí nghiệm để các bạn chuẩn bị những cái hóa chất, những cái mẫu để cho cái buổi học ngày hôm sau. Đó là cái trải nghiệm của sinh viên. Và khi mà ngồi phỏng vấn các em thì các em nói rằng là thay vì các em đi làm ở ngoài thì các em được trải nghiệm ở đó, là mang lại những cái giá trị rất là thiết thực khi mà các em học ngành xét nghiệm ở đây. Dạ vâng, nghe quả thật rất là gọi là muốn vào học ngay, tại vì cái cơ hội để mà chúng ta tiếp xúc với những máy móc hiện đại để giúp cho cái việc học thực tiễn của chúng ta thì là đó là một cái điều rất là quan trọng, và giúp cho các bạn sẽ gọi như là áp dụng luôn những kiến thức mà các bạn đã được học rồi vào trong gọi là vấn đề thực hành và ứng dụng luôn. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Và tiếp đến thì dạ có một câu hỏi rằng là sinh viên ngành dược sẽ cần trang bị những gì để khi tốt nghiệp sẽ gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Dạ,
Câu này thì hồi nãy cô Hương cũng có trả lời rồi, thì bây giờ thì chắc là em sẽ được mời cô Hương cũng sẽ như là gọi là đưa ra những quan điểm của mình về vấn đề này dành cho kỹ hơn dành cho các bạn học sinh. Dạ, xin được mời cô. Câu hỏi này thì theo cô nghĩ thì nó cũng rất thú vị nhưng mà nó cũng không dễ trả lời. Dạ. Tại vì khi mình muốn gây ấn tượng cho người đối diện á thì mình phải giống như mình phải nắm được cái tâm lý của người đối diện. Dạ. Cho nên là trong chương trình học chúng ta có học tâm lý về y học, tâm lý của người bệnh, tâm lý của người nhà bệnh nhân và tâm lý của khách hàng. Yeah. Tại vì trong ngành dược chúng ta có bán thuốc trên tâm lý của khách hàng. Thì như vậy với cái người đối diện thì chúng ta cũng coi như là một đối tác, đúng yeah. không? Thì chúng ta phải biết được tâm lý. Và cái tâm lý đó thì thứ nhất là mình phải thể hiện được cái tính tự tin của mình. Mình biết kiến thức của mình phải chắc, phải thật chắc, nói là phải đúng. Còn nếu không đúng thì không được nói. Yeah. Tại mình nói sai thì mình sẽ gây một cái nhận xét không tốt đối với người đối diện, đúng không? Yeah. Mà hơn nữa đối với ngành dược của chúng ta đó thì chúng tôi vẫn thường nói là có nhiều cái cơ chế để kiểm soát, nhưng mà nếu các bạn mà sản xuất thuốc mà các bạn sai á thì không phải lúc đó không phải là một người chết mà đấy là trở thành kẻ giết người hàng loạt. Yeah. Vì một mẻ thuốc mà nó xuất xưởng sai á, chúng ta sai nồng độ hay là sai cái gì đó không biết, mà nếu các quá trình kiểm soát không đều qua lọt hết á thì lúc đó một mẻ thuốc đưa ra không phải một người uống mà rất rất nhiều người uống. Và đương nhiên trong ngành thì khi các bạn học các bạn sẽ thấy nó có cơ chế kiểm soát để những cái sai phạm như vậy không thể nào xảy ra. Cho nên thí dụ như chúng ta đi phỏng vấn thì cái cách chúng ta trả lời làm sao đó mà cái câu trả lời của chúng ta là nó phải khôn ngoan nhất, phải đúng nhất, mà phải là tạo được cái lòng tin đối với người phỏng vấn chúng ta. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là kiến thức của tôi rất là chắc, cách trả lời của tôi không phải là bốc lên là em muốn là sau này ra trường em sẽ phát minh ra một cái thuốc mà sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho mọi người vân 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 vân. Thì đương nhiên bất kỳ một người dược sĩ nào thì cái niềm mong ước đầu tiên, ngay cả bản thân tôi bây giờ, thì cũng là mình muốn mình có thể sản xuất ra một loại thuốc có ích. Yeah. Ai cũng muốn. Thế nhưng mà cái ước muốn đó là mình phải thể hiện bằng hành động. Yeah. Chứ nếu mình nói ra như vậy thì không biết nó có được hay không. Thì lúc đó lại tạo cho cái người phỏng vấn mình nói bạn này là bạn ấy hình như là giống như là mọi người thường nói gì hơi nổ một chút. Yeah. Thì cái đó nó cũng là gây một cái phản cảm. Yeah. Thế cho nên ở đây nó là một cái kỹ năng mà về tâm lý cũng như là cái kỹ năng giao tiếp, hơn nữa là cái mà cái kỹ năng mà chứng minh bản thân mình đối với cái người phỏng vấn. Cơ hội là việc làm thì rất nhiều. Yeah. Thế nhưng mà chúng ta phải biết nắm cơ hội và chúng ta phải biết khẳng định chứng minh mình. Và hơn nữa như vậy thì cái điều quan trọng là gì? Kiến thức các bạn học phải thật vững. Các bạn phải biết được tất cả những kiến thức mà nó liên quan đến ngành nghề của chúng ta. Cho nên không thể nào mà nói rằng là tôi biết đâu đi thi tôi gặp may, hay là ra phỏng vấn tôi gặp may. Yeah. Cái khả năng gặp may đó không cao, cũng như khả năng trúng số thôi. Yeah. Không cao. Yeah. Mà nếu kiến thức của mình không vững thì mình không có thuyết phục được cái người phỏng vấn mình. Cho nên muốn gì thì gì, để có được công việc tốt hợp với mình thì trước hết phải trau dồi cho mình, phải rèn luyện để mình có được một cái nền tảng kiến thức thật là vững vàng. Yeah, thì cái đó là cách tốt nhất. Yeah, vững chắc nhất. Dạ rồi, dạ xin được cảm ơn cô Hương rất là nhiều, rất chi tiết và cũng như rằng là mang đến cho các bạn dạ những hình ảnh, những kiến thức về thực tế để giúp cho các bạn sẽ hiểu rõ hơn và các bạn sẽ cần phải trang bị những gì khi tốt nghiệp để gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng. Dạ xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Và tiếp theo có một câu hỏi của một bạn khác là ngoài giờ học thì sinh viên điều dưỡng sẽ có những hoạt động ngoại khóa nào? Dạ, và xin được mời thầy Long ạ sẽ giải đáp câu hỏi này, là sẽ có những cái hoạt động ngoại khóa nào dành cho sinh viên của ngành điều dưỡng ngoài giờ học của các bạn? Vâng, chào bạn. Thì đối với sinh viên ngoài ngành điều dưỡng, các bạn ấy có rất nhiều các hoạt động. Mình có thể chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các hoạt động thể thao văn nghệ, và nhóm thứ hai là các nhóm các hoạt động về chuyên môn liên quan đến chuyên môn. Thì đối với các hoạt động thể thao văn nghệ, các bạn có thể tham gia đối với hoạt động ở các khoa, ví dụ như tổ chức các cái làm việc ngày 20/1, hoặc là kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, là ngày quốc tế điều dưỡng 12/5,
trường như là lễ khai giảng và các hoạt động thể thao đón chào tân sinh viên năm học mới của trường mình. Còn đối với hoạt động chuyên môn thì các bạn thấy có rất nhiều, chẳng hạn như các bạn có thể tham gia làm TA đối với một số môn học có liên quan đến ngành, các bạn có thể trải nghiệm các bạn sẽ đi chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Ví dụ như các bạn có thể chăm sóc sức khỏe cho những bệnh HIV, hoặc các bạn có thể tham gia vào những cái chương trình về giúp sức khỏe cho cộng đồng, chẳng hạn như phòng người lao chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì đó là các hoạt động ngoài giờ của sinh viên ngành điều dưỡng, khi các bạn vừa có thể học vừa có thể củng cố thêm kiến thức các bạn trong cái môn học, và để cho các bạn hiểu rõ hơn vai trò của người điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe của cộng đồng và chăm sóc bản thân. Dạ vâng, dạ rồi, xin cảm ơn thầy Lâm rất là nhiều ạ. Dạ rồi, và đến ngay với câu hỏi tiếp theo luôn, thì có một bạn đặt ra một câu hỏi như thế này: thì đối với ngành dược thì cần sự cẩn thận, thì có phải các bạn nữ sẽ có ưu thế hơn không ạ? À? Và nếu như em là nam mà em học ngành này thì làm sao để em rèn luyện bản thân của mình để học tốt ngành này? Và câu hỏi này sẽ được mời cô Yến ạ, và sẽ giải đáp thắc mắc dành cho bạn. Cô cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cũng khá là thú vị. Thì thật ra ngành dược đúng là nó đòi hỏi sự cẩn thận tỉ mỉ, rồi đôi khi là cũng cần phải ghi nhớ một chút thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn học hơn. Nhưng mà theo như cô thấy thì cũng có rất là nhiều các bạn nam học dược, và chẳng những các bạn học mà còn một khi các bạn đã tập trung rồi, các bạn còn giỏi hơn cả những bạn nữ nữa. Thì cô nghĩ là nếu như mà thật sự bạn có cái sự đam mê và yêu thích đối với công việc, thì từ từ dần dần bạn cũng sẽ rèn luyện được những cái thói quen cho mình. Trong những cái quá trình mà mình học tập ở tại trường thì sẽ có những cái môn mà bắt buộc mình không cẩn thận thì sẽ không có được, cho nên là dần dần nó cũng sẽ hình thành được cái thói quen cho các bạn. Và cô hy vọng là bạn có thể vượt qua được cái vấn đề này để mà đến với ngành dược, thì tại vì cô cảm thấy ngành dược nó rất là thú vị đó bạn. Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Yến rất là nhiều. Dạ rồi, tiếp theo thì em thấy đây là một cái câu hỏi rất là đặc biệt như thế này. Em có tìm hiểu về ngành xét nghiệm nhưng ba mẹ em không ủng hộ lắm, vì trong mùa dịch vừa qua thì ba mẹ em thấy ngành này rất là vất vả, và nhờ các thầy cô cho em lời khuyên để em có thể thuyết phục được ba mẹ của em để đi theo ngành xét nghiệm. Dạ xin được mời cô Hoa. Dạ có thể như là thương bạn quá à. Cô chỉ nói với bạn như thế này thôi, bạn về bạn chắc có lẽ là hôm nay phụ huynh của em cũng theo dõi chương trình ngày hôm nay, và bạn nên chia sẻ câu chuyện này đến với ba mẹ của mình. Khi mà có một người nhân viên y tế ở trong nhà là một hạnh phúc lớn của gia đình đó. Và khi mà bạn học ngành xét nghiệm á, bạn biết là cái dấu hiệu đó, cái biểu hiện bệnh đó thì sẽ đi đến gặp bác sĩ nào và làm xét nghiệm gì. Cái chuyện dịch bệnh nó diễn ra là nó là nhất thời, nó trong cái giai đoạn khó khăn như vậy thôi. Và nếu mà chúng ta cùng chung tay á, chúng ta học, có học thì chúng ta hiểu cái cách bảo vệ mình hơn. Cô lấy ví dụ như là bản thân cô nè, nguyên một mùa dịch vừa rồi cô vẫn vừa đi chống dịch nhưng mà cô không là F0. Cô không là F0 bởi vì lúc đó mình biết là mình phải trang bị cái phương tiện phòng hộ cho mình như thế nào. Thì tất cả những cái ý thức đó nó sẽ giúp cho mình chăm sóc gia đình của mình tốt hơn. Và cái điều đó đó là cô hy vọng là em nhớ cho phụ huynh xem cái livestream ngày hôm nay, và bạn hãy dùng những kiến thức của mình, những sự hiểu biết của mình để thuyết phục ba mẹ là con yêu nghề này lắm và con muốn học ngành này để con có đủ kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho gia đình của mình, và khi mà nhà mình cần thiết thì có con ở bên cạnh. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và Minh Nhật cũng có thể thấy luôn là khi mà chúng ta cho đi là chúng ta đang nhận lại về những cái giá trị về bản thân của mình. Khi mà mình xông pha ở trên tuyến đầu rồi, hoặc là mình hỗ trợ những cái công tác chống dịch về ở địa phương hoặc là về các ngành, các sở y tế, thì mình cũng nhận lại được, đó chính là những nụ cười của họ. Và những người thân hoặc là những người khi mình đã khỏi bệnh rồi, khi mà họ quay trở lại họ cảm ơn mình, thì mình nhận thấy được là ấm áp tình người. Dạ rất là hạnh phúc. Dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Và sau rất là nhiều những câu hỏi, những thắc mắc, những băn khoăn của các bạn về cơ hội việc làm,
về tổng quan ngành học và cũng như là những yêu cầu về yếu tố con người, về ngành dược, ngành điều dưỡng và xét nghiệm y học, thì các bạn cũng đã có thể được hiểu hơn về những cái ngành này. Thì bây giờ thì Minh Nhật cũng xin được mời các thầy cô cũng sẽ tổng kết những điểm nổi bật của các ngành. Thì với cô Hương thì sẽ giúp cho tất cả các bạn tổng kết về ưu điểm của ngành dược tại trường Đại học Văn Lang. Dạ, xin được mời cô ạ. Nếu mà nói tổng kết về ưu điểm của ngành dược thì với giống như cô Hoa nói lúc nãy đó, thì với cái người mà học trong khối sức khỏe thì ngoài cái công việc là cái mà chúng ta sẽ nuôi sống bản thân mình, sẽ chăm sóc gia đình mình, thì trước hết là chúng ta có thể tự chăm sóc bản thân và tự chăm sóc gia đình mình trong những trường hợp mà bệnh, có những cái biểu hiện về bệnh tật mà các ngành không thuộc khối sức khỏe khác người ta không chăm sóc được. Yeah. Đấy là cái lợi điểm. Cái lợi điểm thứ hai là nhất là với những cái bạn mà có cái ý muốn mà thích làm thiện nguyện ấy, thì ở đây ngoài công việc của chúng ta ra thì cũng đấy là một mảng mà chúng ta có thể làm thiện nguyện nữa. Yeah. Thì đấy là một cái thứ hai. Và với cái ngành dược mà của Đại học Văn Lang á, thì cô mới nói là trên đó là hai cái đặc điểm chung của ngành dược, của người dược sĩ nói chung. Yeah. Còn với dược Đại học Văn Lang á, thì các bạn học ở đây thì các bạn sẽ thấy là thứ nhất là về cái cơ sở vật chất của Đại học Văn Lang thì là rất là khang trang rồi. Với cơ sở 2 thì là nơi đóng đô của ngành dược vẫn là ngành điều dưỡng á. Yeah. Kỹ thuật xét nghiệm y học, thì cái cơ sở 2 nó không được hoành tráng như cơ sở 3. Yeah. Thế nhưng nhà trường đã xây dựng, thiết kế những cái phòng thí nghiệm mà khi các bạn có dịp tới tham quan hay là các bạn có dịp tới học thì các bạn sẽ thấy rằng là đấy là những cái phòng thí nghiệm mà nó đảm bảo cho chúng ta về an toàn sinh học cũng như là về an toàn hóa học. Và ở đây có một cái điều đặc biệt nữa là thí dụ như trong giờ thực tập tại phòng thí nghiệm thì khoa dược chúng tôi chỉ bố trí có 2 bạn một bộ dụng cụ, nghĩa là các bạn phải được làm liên tục. Yeah. Trong 5 tiếng đồng hồ các bạn học, không có thời gian để các bạn chơi, hay là thí dụ như 3-4 sinh viên với có một bộ dụng cụ thì người này làm người khác có thể chơi, nhưng riêng đối với Đại học Văn Lang chỉ có 2 sinh viên một bộ dụng cụ thôi. Yeah. Cái đó là đặc điểm nổi bật mà cô có thể nói rằng là không phải là nhiều trường đại học tại Việt Nam này được như vậy. Yeah. Đương nhiên nếu mà nói là tốt nhất thì mỗi bạn một bộ dụng cụ, nhưng cái điều đó thì không biết là ở nước ngoài sẽ như thế nào, nhưng ở Việt Nam thì cái số lượng 2 bạn một bộ dụng cụ đấy là số lượng là gần như là tối ưu rồi. Yeah. Lý tưởng rồi đó. Yeah. Đó, đấy là cái và điều đầu mà cô có thể nói là cô tự hào về dược Văn Lang. Cái điểm tự hào nữa nói chung của Đại học Văn Lang nói chung là cái chăm sóc đời sống sinh viên, chăm sóc. Yeah. Tới quan tâm tới các bạn, ngoài việc học ra thì các bạn có thể nhắn tin hỏi han tất cả những điều gì các bạn thắc mắc thì các bạn có thể hỏi với cố vấn học tập trực tiếp, giống như là gọi là giáo viên chủ nhiệm ở cấp 3 đấy. Yeah. Hoặc là các bạn có thể hỏi trợ lý công tác sinh viên của khoa, và nếu mà những cái giải đáp của hai thầy cô đó mà các bạn thấy chưa thấy ổn thì các bạn có thể là hỏi với phụ trách khoa, thậm chí có thể đưa câu hỏi đó lên cho ban giám hiệu. Yeah. Thì nhà trường luôn luôn, hay là trung tâm hỗ trợ sinh viên thì nhà trường luôn luôn sẵn sàng chia cánh tay ra để giúp đỡ các bạn. Và đương nhiên với điều kiện là các bạn phải ham thích học hỏi. Yeah. Các bạn phải muốn tìm hiểu. Yeah. Chứ còn nếu các bạn không muốn thì cái điều đó cũng không ai có thể là làm gì được hết ấy. Yeah. Nhưng mà khi các bạn cần sự giúp đỡ thì tất cả các khoa cũng như là các phòng ban chức năng, các trung tâm thì đều sẵn sàng hỗ trợ các bạn để. Yeah. Làm sao các bạn học được tốt nhất. Thì đấy là cái mà đặc điểm nổi bật mà đáng tự hào nhất của Đại học Văn Lang cũng như ngành dược của Đại học Văn Lang. Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Hương rất là nhiều ạ. Và tiếp tục thì xin được mời thầy Long ạ, cũng sẽ nói về những cái ưu điểm và đặc biệt nhất về ngành điều dưỡng để cho các bạn học sinh có thể được lưu tâm và nhớ kỹ càng hơn. Dạ xin được mời thầy. Dạ vâng, tiếp chào quý vị phụ huynh cùng các học sinh. Thì nếu nói về sự đặc biệt của ngành điều dưỡng của trường Đại học Văn Lang thì các bạn cũng giống như cô Hương chia sẻ, thì thứ nhất nó cũng thuộc vào ngành sức khỏe, và cũng ngay từ những cái lúc đầu tôi đã chia sẻ với các bạn
vì khi các bạn học điều ra, các bạn sẽ có khả năng tự chăm sóc về chính bản thân mình, cho gia đình của mình. Các bạn có khả năng tự tìm hiểu được, tự biết được vấn đề về sức khỏe, các bạn có khả năng tự giải quyết được một số vấn đề trong phạm vi chuyên môn và sẽ có được những cái hướng giải quyết phù hợp với cái sức khỏe đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn thấy là về cái cơ sở hạ tầng phòng thực hành. Thì đối với nghề liệu là một nghề thực hành trên, tức là khi các bạn ra trường đi làm, các bạn sẽ làm trên người thật. Do đó là những cái thao tác, những kỹ thuật các bạn được thực hiện thì các bạn phải được làm trước ban đầu ở mô phỏng trên các phòng thực hành. Và nếu nói về cái phòng thực hành mô phỏng của khoa điều dưỡng thực y học, và đối với ngành điều dưỡng thì các bạn thấy có, bạn sẽ có đầy đủ các cái phòng thực hành để trang bị cho các bạn đủ để các bạn xây dựng được kỹ năng cần thiết và được những cái hình thành được những cái kỹ xảo ở mức đơn giản nhất để các bạn có thể đi ra ngoài bệnh viện thực hành hoặc là trên cộng đồng, các bạn có đưa ra được những cái phản ứng hoặc là những cái các bước thực hiện nó phù hợp và nó giúp cho các bạn làm đúng và đảm bảo sức khỏe cho người bệnh. Một điều nữa cũng giống như chỗ cô Hương cũng chia sẻ, đó là về cái công tác sinh viên và sự chăm sóc đời sống cho sinh viên. Thì ở khoa cũng sẽ có một bạn là trợ lý công tác sinh viên sẽ lo về vấn đề đó là các bạn sẽ được giải đáp các thắc mắc về vấn đề việc học cũng như là các vấn đề khác liên quan đến sinh viên, và các bạn có thể trao đổi trực tiếp với các bạn công trợ lý công tác sinh viên. Đôi khi các bạn có thể gặp trực tiếp với giảng viên, đó là một cái việc mà và các bạn phải trao đổi một cách, bạn có thể ngồi trao đổi một cách thẳng thắn với sinh viên để giải đáp những cái vấn mắc. Đây cũng đã được coi là một cái điểm khá nổi bật mà trường Văn An có so với một số trường đại học khác, đó là cái vấn đề là thầy cô và sinh viên mình trao đổi với nhau rất thoải mái về vấn đề chuyên môn. Ngoài ra thì đối với việc đi thực hành thì các bạn biết là thầy cô sẽ luôn đi theo các bạn đến các bệnh viện thực hành, và các bệnh viện được trường và khoa điều dưỡng thực y học lựa chọn đó là các bệnh viện hạng nhất có được công bố là cơ sở thực hành và có đầy đủ các cái yếu tố để giúp các bạn hoàn tất một cái môn học, đảm bảo được kiến thức chung và kiến thức chuyên sâu đối với môn học mà các bạn theo dõi, đảm bảo mục tiêu môn học. Đó là những điểm mà có thể coi là ưu điểm và nổi bật của trường đại học Văn An và của khoa điều dưỡng thực y học đối với ngành điều dưỡng sẽ cung cấp cho các bạn khi các bạn là sinh viên, là tân sinh viên ngành điều dưỡng khóa 28 của trường đại học Văn An. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều. Và về ngành kỹ thuật xét nghiệm y học thì dạ xin được kính mời cô Châu ạ. Dạ cũng sẽ nói cho các bạn học sinh và các bạn thí sinh về ưu điểm đặc biệt của ngành này tại trường đại học Văn Lang. Dạ, xin cảm ơn ạ. Thì qua một buổi trao đổi như giờ thì cô cũng xin tổng kết là một số cái ưu điểm mà về ngành xét nghiệm của trường đại học Văn An. Thì đối với ngành xét nghiệm của Văn An thì mặc dù chỉ mới được mở ngành từ năm 2017, tuy nhiên cô rất là tự hào về cái việc đầu tư và phát triển của trường, đã dành nhiều cái quan tâm đến cái vấn đề sức khỏe, đặc biệt là đối với ngành xét nghiệm của chúng ta đã được đầu tư rất là nhiều về trang thiết bị cũng như phòng học để thực hành. Đối với ngành xét nghiệm của chúng ta chủ yếu là thực hành rất là nhiều các bạn, ngoài cái việc học lý thuyết thì mình thực hành liên tục, cho nên là những cái chuyên ngành đó các bạn sẽ được thực hành tại trường cũng như là tại bệnh viện. Như hồi nãy cô có chia sẻ là mình sẽ được diễn tập và thực tập ở các bệnh viện lớn, thì đó cũng là một cái sự quan tâm của trường dành cho cái ngành xét nghiệm của mình. Thì cái điểm thứ hai nữa là đối với sinh viên của trường Văn An ở khoa kỹ thuật xét nghiệm nói chung á, thì cô thấy các bạn sinh viên Văn An của mình luôn có một cái năng lượng rất là tích cực. Tại giảng viên cũng vậy, thì các bạn khi đến đây các bạn chỉ cần các bạn thật sự yêu thích thì đừng ngần ngại các bạn cứ đăng ký và quan tâm tìm hiểu đến cái ngành sức khỏe, thì khi mà đến đây các bạn sẽ trải nghiệm được là mình được học tập như một môi trường rất là thân thiện, như là một gia đình, không có việc gì khó cả, chỉ cần các bạn thật sự yêu thích. Và thứ hai là đối với trường Văn An của mình thì luôn đặt cái quan tâm đến sinh viên là trên hết. Ngoài cái giờ học thì các bạn có thể được tham gia các cái chương trình ngoại khóa, cũng như thầy Long đã chia sẻ khi nãy, thì sinh viên của Văn An cô thấy là chúng ta luôn tự hào là một sinh viên, một thành viên của gia đình Văn An.
cho nên là các bạn đừng ngần ngại, hãy nếu như bạn thực sự yêu thích là sức khỏe thì các bạn cứ việc tìm hiểu và xem Văn Lan như một gia đình của mình. Dạ vâng, dạ. Cảm ơn ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô cháu rất là nhiều. Và em cũng được biết thêm là trường mình cũng vừa mới khai trương về phòng khám đa khoa. Vậy thì cho em hỏi thêm một câu nữa thôi, là khi mà các bạn học tại ngành khối ngành về sức khỏe của trường thì các bạn có thể thực tập tại phòng khám không? Và sau này tốt nghiệp thì các bạn có thể được làm việc tại đó hay không? Dạ, xin được mời cô Hoa cũng sẽ giải đáp dạ thắc mắc này. Rất mong là bạn sẽ thích làm ở phòng khám. Ngoài phòng khám ra thì nếu năm nay bạn vào thì chắc có lẽ là 4 năm nữa thì trường mình cũng sẽ có bệnh viện đi vào hoạt động. Yeah. Và lúc đó là chúng ta là nguồn nhân lực chính cho cái cơ sở y tế của chính trường Đại học Văn Lang. Dạ yeah, vâng. Hiện nay thì học ở trường Văn Lang các cô cũng mong muốn lắm, bởi vì song song với cái việc đào tạo đó là cái môi trường để cho các em thực hành. Thì phòng khám vừa rồi đã có một cái đội gọi là cái team của phòng khám đã hỗ trợ cho tân sinh viên khi các em làm thủ tục nhập học. Yeah. Rất là hiệu quả. Yeah. Rồi khi mà các bạn học ở trường Văn Lang thì các bạn có một cái đội ngũ giảng viên á, là bên cạnh các thầy cô giáo là của trường Đại học Văn Lang thì thầy cô đến từ các bệnh viện, là những trưởng khoa. Yeah. Trưởng khoa xét nghiệm hoặc là điều dưỡng trưởng của các khoa. Yeah. Thì các thầy cô đến dạy với một cái tâm huyết là nhìn vô cái cơ sở của trường Văn Lang, nó đủ để đánh giá được cái năng lực của các em sau khi tốt nghiệp. Yeah. Thì đó là cái tự hào của mình. Yeah. Và các em yên tâm ở trường Văn Lang là nhà trường đang chạy và các em cố gắng chạy với tốc độ rất nhanh giống như trường đang mong đợi. Yeah. Một năm ba học kỳ các em có thể tốt nghiệp trong vòng 3 năm rưỡi, không phải là 4 năm, kể hai ngành xét nghiệm và điều dưỡng. Và cô hy vọng là các em có môi trường để các em nghiên cứu khoa học và thực hành được dựa vào bằng chứng thông qua những cái kết quả nghiên cứu các em tìm tòi được, cũng như là chính mình là người tìm ra cái bằng chứng đó trong quá trình mình thực hành. Đó là những gì mà Văn Lang mong muốn mang đến cho các em khi học ở trường Đại học Văn Lang. Dạ vâng, cảm ơn cô Hoa rất là nhiều ạ. Và các bậc phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, thì ngày hôm nay Minh Nhật rất là vui khi đã đón nhận được sự ủng hộ cũng như là những câu hỏi của các bạn gửi về, và tất cả các thầy cô trong ban tư vấn đã giải đáp một cách rất tận tình dành cho các bạn. Những thắc mắc, những trăn trở của các bạn về khối ngành sức khỏe thì ngày hôm nay đã được chúng tôi giải đáp hết, và cũng đã gần hết thời lượng của chương trình rồi. Thì Minh Nhật rất là mong muốn các thầy cô có thể gửi một cái lời chúc, hoặc là cho các bạn một cái lời khuyên, hoặc là một lời động viên gì đó truyền cảm hứng đến cho các bạn học sinh đang theo dõi, và cũng như là có một cái sự băn khoăn về nghề, có thể như là tự tin hơn với quyết định của mình khi tham gia vào khối ngành sức khỏe. Dạ, và xin được mời cô Hương ạ. Dạ. Câu nói của bạn Minh Nhật á, thì làm cho cô nhớ tới cách đây mấy chục năm khi cô thi vào đại học. Dạ. Thì lúc đó thì cô thi vào đại học, cô cũng không dám thi vào ngành dược đâu. Là tại vì là lúc đó thi vào ngành dược rất là khó, không dám thi vào ngành dược. Tại yeah. vì hồi những năm 75 thì thi vào ngành dược đấy là cả một cái cổng parabol nó cao một cách khủng khiếp. Nhưng mà tới yeah. khi mình vô rồi ấy, thì mình cũng thấy rằng là thật ra mà nói ấy, nếu mình cố gắng thì cũng không phải là mình không đạt được. Yeah. Và cho tới thời điểm này thì cô thấy rằng là sau từ năm 80 tới giờ, là sau hơn 40 năm làm công tác giảng dạy về ngành dược, yeah. thì cô thấy rằng là cô cũng có rất nhiều lứa học sinh, sinh viên ra trường, và kể cả nam lẫn nữ thì đều có những cái thành tựu rất là lớn yeah. ở trong, đóng góp trong trong cái ngành dược Việt Nam, cũng yeah. như là khi mà các bạn đi học nước ngoài đấy, thì các giáo sư của những cái trường quốc tế đều khen là sinh viên dược của Việt Nam rất là chăm chỉ, rất là giỏi. Yeah. Thế nên cho nên cô hy vọng là các bạn nếu mà hiện nay các bạn đang băn khoăn giữa cái chọn ngành nghề mà các bạn đã có quan tâm về dược, thì các bạn sẽ cố gắng thử sức mình một chút xíu thôi. Yeah. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu các bạn quyết định học dược thì quyết định đó là hoàn toàn đúng, không yeah. có gì là sai. Cũng giống như giờ phút này thì cô ngồi đây, cô nghĩ rằng là sau bao nhiêu năm thì cô thấy rằng cô học cái nghề này ra thì cô thấy đúng là nó rất là phù hợp. Và nếu có điều kiện thời gian mà quay trở lại thì chắc chắn là cô cũng không chọn nghề khác. Rồi, yeah. cảm ơn các bạn.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hương rất là nhiều. Một câu chuyện truyền cảm hứng của chính bản thân cô gửi đến cho các bạn học sinh và các bạn thí sinh đang theo dõi. Dạ, và với cô Hoa thì cô có thể gửi một cái lời chúc hoặc là một cái lời động viên gì đó đến cho các bạn có thể như là tự tin hơn về cái quyết định của mình khi mà theo học về ngành sức khỏe và cũng như là những công tác chống dịch được không ạ? Dạ, mời cô. Khi mà cô tham gia chống dịch thì cái điều mà mình tự hào nhất là mình có đủ kiến thức để mình tư vấn cho cái người bệnh. Và lúc đó mình không được gặp nhau trực tiếp, mình phải gọi qua Zalo, rồi mình phải chỉ cho bệnh nhân. Đến lúc mà mình được cộng tác với lại cái đoàn của bên Học viện Quân y thì mình mới thấy là cái giá trị mà của mình mang lại cho cộng đồng rất là lớn. Rồi khi mà mình làm thì mình đừng có suy nghĩ là tôi phải học bác sĩ, tôi phải học ngành này, ngành khác, mà ngành điều dưỡng hay ngành xét nghiệm là bị coi thường rồi hoặc là bị hạ thấp hơn hoặc cái gì đó. Thì các bạn không phải suy nghĩ chuyện đó. Theo cô nghĩ là xã hội phân công mỗi người một việc, chúng ta không có phải đắn đo gì về vấn đề này hết. Và khi mà bạn có lòng trắc ẩn và bạn có cái sự yêu thương thì chắc chắn là bạn sẽ thành công dù bạn làm nghề gì. Đến giờ phút này với 29 năm đi làm và đi dạy thì cô thấy là học trò của cô Hoa có thể nói với cô rằng là cô ơi, em không có phải đam mê ngành điều dưỡng nữa mà là em u mê cái ngành điều dưỡng rồi. Và đến bây giờ bạn đó cũng đã hành nghề được hơn 22 năm. Đó là cái niềm tự hào của những người mà đưa đò và đến hôm nay có một thế hệ sinh viên như vậy. Và rất là thành công. Và cô hy vọng là qua cái câu chuyện ngày hôm nay các em sẽ hình dung ra được là công việc mình sẽ chọn là cái gì và mình sẽ như thế nào trong tương lai với cái nghề mình sẽ chọn. Chúc các bạn sẽ thành công và hy vọng phụ huynh sẽ yên tâm với sự chọn lựa của con em của mình. Chúc sức khỏe quý vị. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ, và tiếp tục thì xin được mời cô Khanh ạ. Dạ, cô Khanh cũng sẽ có những lời chúc đến cho các bạn thí sinh và các bạn học sinh đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Dạ, mời cô ạ. Thì câu chuyện về cái cảm hứng của cô Hoa là cô Minh thì cô thấy là chắc là sẽ gây ấn tượng rất là sâu sắc với các bạn. Cô cũng không nói gì hơn là đi dọn đường cô là sẽ chọn cùng các bạn ở cái cổng trường quay được ở cơ sở 2 để học online. Thì hiện nay thì các bạn có cơ hội vào thì rất là nhiều đề bạn mở hơn là cái thời của cô hồi đó. Con mới muốn là hy vọng được gặp được các bạn ở thành phố đại học hôm nay. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Khanh rất là nhiều. Dạ, còn về cô Yến thì sao ạ? Dạ, cô Yến có lời chúc hoặc là những lời chia sẻ nào đến cho các bạn học sinh không ạ? Dạ, cô Yến ơi. Dạ rồi, và xin được mời. Dạ rồi, dạ cô Yến ạ. Xin lỗi các bạn. Cô cũng không biết phải nói gì hơn là tại vì các cô đã có những cái lời động viên quá hay đến với các bạn rồi. Cô chỉ có một cái mong ước là sẽ gặp được nhiều bạn ở tại khoa dược của trường đại học Hoa An thôi. Thì thật ra là dù cho các bạn chọn cái ngành nào thì cô nghĩ là nó cũng đều tốt hết, miễn là các bạn yêu thích và đam mê đối với cái công việc đó là được. Chúc các bạn thành công và chúc các bạn vững tin trong cái sự lựa chọn của mình. Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Yến rất là nhiều. Dạ rồi, còn về thầy Long ạ. Dạ, xin được mời thầy Long sẽ có những lời chúc và những lời chia sẻ đến cho các bạn học sinh ngày hôm nay. Xin chào các bạn. Thì về cái câu chuyện cảm hứng thì giống như là các thầy cô trước đã nói, thì mỗi người sẽ có một cái câu chuyện riêng, một cái cách để các bạn có thể hiểu hơn về nghề và anh thấy cái nghề của mình chọn là đúng đắn. Thì thầy cũng không có nhiều cái câu chuyện khác, nói chung là nội dung thì là cũng gần gần giống các cô đã chia sẻ. Thì cũng thôi, thì chúc các bạn, những bạn yêu thích mấy ngành sức khỏe, chúc các bạn thứ nhất là vững tin mấy nghề, thứ hai là đam mê, và rất mong các bạn là lựa chọn Long An là nơi để các bạn có thể học tập. Và thầy cũng rất mong được gặp được các bạn ở trường đại học Long An với vai trò là tân sinh viên của ngành sức khỏe. Dạ vâng, dạ cảm ơn thầy rất là nhiều. Và cuối cùng xin được mời cô Châu, dạ sẽ có một cái lời chúc.
đến cho các bạn học sinh ngày hôm nay? Dạ, xin được mời cô ạ. Thì cũng đến là chương trình thì cô cũng không có chia sẻ gì nhiều hơn, chỉ có gửi lời chúc các bạn thì là các bạn cố gắng tìm hiểu thêm, nếu các bạn có thật sự yêu thích đam mê với các bạn sức khỏe thì các bạn nên chuẩn bị, và hy vọng các bạn sẽ chọn Ba Lan là nơi để đồng hành cùng các bạn trong cái quãng đời sinh viên của mình. Chúc các bạn có một trải nghiệm thật tốt và thật vui ở hôm nay. Dạ vâng, dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô rất là nhiều, và cũng như là cảm ơn tất cả các quý thầy cô ngày hôm nay đã có những lời chia sẻ rất chân tình đến cho quý vị phụ huynh và cũng như là các bạn học sinh, các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình. Và các bạn thân mến, thì câu chuyện về những ngành nghề cũng sẽ tiếp tục được lên sóng ở những số livestream tiếp theo, và xin được kính chúc cho quý thầy cô sẽ có thật nhiều sức khỏe và mang đến cho tất cả các bạn sinh viên nhiều giá trị hơn nữa về ngành nghề, và giúp cho các bạn trở thành những con người cống hiến cho xã hội và thực sự có ích cho tương lai sau này. Và xin được hẹn gặp lại tất cả các bạn học sinh và các bạn thí sinh trong đội ngũ khóa 28 tương lai. Và bên cạnh chương trình ngày hôm nay thì các bạn cũng đừng quên theo dõi Talk Show Let's Talk, Talk Show hướng nghiệp dành cho thế hệ Gen Z, được phát sóng vào tối chủ nhật hàng tuần các bạn nhé. Và Văn Lan Q&A sẽ phát sóng định kỳ vào tối thứ ba hàng tuần, và xin mời quý vị phụ huynh và tất cả các bạn học sinh sẽ đón xem trên fanpage của trường đại học Văn Lan. Và bây giờ thì Minh Nhật cũng như là tất cả các thầy cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chào các bạn. Xin chớ lo em à, dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mơ ước mơ vào đời. Và rồi vẫn lặng sẽ đến bên trang buồn phàn, rồi vẫn lang chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng vẫn lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang khát vọng vẫn lang, mãi yêu mỗi nhà thân thương, dâng đầy niềm vui mỗi chớ lo em à. Dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mà ước mơ vào đời. Và rồi vẫn là sẽ đến bên trang buồn vàn, rồi vẫn lang chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng vẫn lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang khát vọng vẫn lang, mãi yêu mỗi nhà thân thương, dâng đầy niềm vui mỗi đến trường. Cùng nhau ta hát vang khát vọng vẫn lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng.